Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay tranh thủ buổi trưa, Bảo Trâm có vài lời gửi tới anh Doãn Như Lân. Thưa các bạn, hiện nay thì ở Hà Nội đang ảnh hưởng bởi cơn bão miền Trung. Bảo Trâm ngồi ngoài trời, do vậy là tiếng mưa nó gây đến âm thanh là hơi bị nhiễu. Lẽ ra buổi live stream hôm nay nếu không có cái vấn đề này thì Bảo Trâm sẽ live stream về mấy cái vấn đề rất là hay liên quan đến dân chủ. Một luật sư trong tập đoàn luật sư dân chủ thì đã định chuồn ở nước ngoài nhưng mà an ninh chặn ở sân bay. Rồi thông tin tiếp theo là về cái phản ánh của một khán giả gửi cho Bảo Trâm xác định đến thành phần dân chủ đã xúc phạm tượng Bác Hồ. Rồi kể cả về thông tin một viên gạch lát hè trên phố Nhà Trung ở phường Hàng Chống có hình quốc kỳ. Bảo Trâm đã gửi đến cơ quan chức năng và họ đọc tin nhắn nhưng mà họ chưa trả lời. Nhưng mà vì thông tin này thì nó cũng, mình nghĩ là phải nói một chút bởi vì nó vừa diễn ra ngày hôm qua. Thưa các bạn, Bảo Trâm thì đã nói nhiều lần là Bảo Trâm làm ở cơ quan nhà nước thì đi làm rất là bận và di chuyển quãng đường cũng xa. Một ngày mất khoảng 10 đến 12 tiếng vừa di chuyển vừa làm việc. Do vậy là về nhà có một chút buổi tối thì Bảo Trâm thường làm kênh của mình. Do vậy là không có thời gian để theo dõi tất cả các kênh khác. Đặc biệt là kênh mà đấu tố chỉ bới thì nhiều người gửi cho mình. Kênh A, kênh B đấu tố chỉ bới mình cảm ơn. Và nhắn là lần sau đừng gửi, mình không quan tâm và không xem đâu. Đó là quan điểm rõ ràng. Và video của anh Doãn Như Lân thì thường Bảo Trâm cũng ít xem bởi vì như lý do vừa nêu. Nhưng mà ngày hôm qua thì có một vài khán giả gửi cho mình cái video live stream sáng ngày 27 tháng 9, tức là hôm qua đó. Trong đó anh Lân có nhắc đến Việt Vision và anh Phạm Xuân. Thế thưa các bạn, chúng ta cũng biết là trong vài năm gần đây thì các kênh YouTube ở cái mảng là chính trị, lịch sử, chúng xuyên tạc, rồi chống phản động vân vân, và có đặc điểm chung là tất cả kênh này đều nhận mình là yêu nước, ủng hộ Đảng Cộng sản, hoặc ghét phản động, hoặc chống xuyên tạc vân vân. Nhưng hiện tượng một số kênh mở ra như nấm sau mưa, nhưng mà các kênh hoạt động mà hiệu quả đúng tiêu chí thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Có một điều là dân chủ nhiều khi hoặc là phản động ít thấy chửi mà toàn thấy chửi người Việt chửi nhau. Các kênh YouTube đều nhận là yêu nước thì chửi nhau. Điều đó là một cái hiện tượng không lấy làm vui vẻ gì, đúng không ạ? Nếu mà cái khối, cái mảng YouTube đó, các chủ kênh đó mà biết đoàn kết với nhau rồi cùng giúp đỡ, nâng đỡ nhau để phát triển đề tài và tổ chức hội luận chung thì mỗi chủ kênh một ý thì rất là hay. Phát triển cộng đồng YouTube lành mạnh, gọi là YouTuber cờ đỏ ủng hộ nhà nước ấy. Nhưng mà hiện trạng như thế nào thì các bạn theo dõi trên mạng xã hội YouTube thì cũng thấy rồi, đúng không ạ? Vâng, lẽ ra thì Bảo Trâm theo quan điểm là sẽ không động chạm đến cách làm việc, cách làm kênh của bất cứ một kênh nào. Họ muốn làm gì thì làm, miễn là không phải là chống phá chế độ. Vì khi chống phá chế độ, chống phá nhà nước thì họ trở thành là phản động rồi. Thì lúc đó Bảo Trâm sẽ nói. Còn nếu các kênh mà không có dấu hiệu chống phá mà chỉ là những cái đấu khẩu qua lại, mâu thuẫn cá nhân hoặc là tranh luận một vấn đề gì đó, kể cả họ chỉ tục tĩu đấy là việc làm của họ, họ có tư cách pháp nhân, họ chịu trách nhiệm với việc họ làm trước pháp luật và chịu trách nhiệm với những gì đăng tải nội dung trên kênh của họ. Nhưng mà hôm nay Bảo Trâm phải làm video ngắn này, tranh thủ buổi trưa một chút thôi, bởi vì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái bài nói chuyện của anh Doãn Như Lân thì có nhắc đến Việt Vision và quan trọng hơn, thứ hai đó là anh Doãn Như Lân và nhân vật gọi là được nhắc tới ở đây là anh Phạm Xuân, thì đây đều là hai cộng tác viên rất là gạo cội. Và có một điều là họ đều nổi tiếng và đều trưởng thành và đi lên, được nhiều người biết, được dư luận biết, khán giả biết đến từ Việt Vision. Bảo Trâm nói như vậy có lẽ là không quá. Và chính vì có mối quan hệ như vậy, liên quan Bảo Trâm như vậy,
Nguyễn Bảo Trâm mới có đôi lời gửi đến anh Doãn Như Lân trong cái buổi live stream sáng hôm qua. Thực ra thì chúng ta, nếu ai theo dõi từ đầu thì cũng đã biết là anh Doãn Như Lân và anh Phạm Xuân thì trước đây, một người ở miền Trung Tây Nguyên, một người ở phía Bắc đều rất nổi tiếng, gây được nhiều chú ý cảm tình của khán giả Việt Vision. Do sau này thì cái bất đồng một cái quan điểm về cái bộ sử 15 tập. Bộ sử này thì trong đó theo như là báo chí người ta giới thiệu hoặc là theo lời một vài người có vai trò, có vị trí nhất định, họ cho rằng, họ cho biết ấy, là cái bộ sử này bỏ từ Ngụy và từ đó dấy lên một cái phong trào là một bên ủng hộ, một bên chống. Thì ở trong Việt Vision, cũng có hai luồng tư tưởng này, trong đó là đại diện việc chống bộ sử này bỏ cái từ Ngụy là anh Doãn Như Lân, còn việc ủng hộ thì có tiêu biểu có hai nhân vật rất nổi tiếng là anh Trần Nhật Quang và anh Phạm Xuân. Thế thì trước cái sự đấu qua đấu lại, rồi thậm chí có những lúc gay gắt và thậm chí là còn về sau dẫn đến là xúc phạm nhau, thì hai anh Doãn Như Lân và Phạm Xuân cũng đã nói là thôi, để cho tự do thể hiện quan điểm không ảnh hưởng đến Việt Vision thì nó cũng kỳ, bởi vì cùng là những người chủ chốt trong Việt Vision mà cứ đấu qua đấu lại thế nó kỳ lắm. Thì hai anh này đã ra khỏi Việt Vision và mỗi người về sau này đều có một cái kênh riêng. Thì anh Phạm Xuân có kênh Tinh Nguyên Đại Ngàn và anh Doãn Như Lân thì có kênh cá nhân cùng tên, thì chúng ta biết rồi. Và gần đây thì Bảo Trâm thấy rõ ràng là anh Phạm Xuân thì hầu như là sau những cái thời gian ban đầu, các bác này xa đà vào chuyện đấu tố nội bộ rồi kiện tụng lẫn nhau, thì có thể là họ cảm thấy là mệt mỏi, thậm chí là phiền toái, và cuối cùng là để cho cái đám fan của bên này và bên kia chửi bới và ngược lại, nó chả đem lại cái gì cả. Thì ở trong quan sát thấy là anh Doãn Như Lân và anh Phạm Xuân thì đều là không đấu tố hoặc là gọi là qua lại cá nhân nữa, tiếng bức ném qua thì tiếng chỉ ném lại. Và gần đây thì chúng ta đã thấy là anh Phạm Xuân thì cũng đã quay trở lại cộng tác với Việt Vision, và quan điểm của Bảo Trâm thì từ trước nay anh em ở trong Việt Vision thì cũng thấy rõ ràng là sẽ không bao giờ đấu tố những người từng là bạn của mình, nếu mà không ưng ý thì mình chặn block. Chỉ trừ duy nhất có một ngoại lệ, đó là ông Nguyễn Phương Hùng, ông ta nhây quá, ông ta xuyên tạc trang trận quá, thì mình có trả đũa bằng khoảng 20 video, sau đó thì mình cũng thôi không nói nữa, bởi vì nói nữa thì nó xa đà, nó làm hỏng tiêu chí của kênh. Và đặc biệt là cái vấn đề bộ sử 15 tập thì mình quan sát thấy, và mình đây là cái con số Bảo Trâm đưa ra là nhận định là khoảng 95% những người mà ủng hộ bỏ từ Ngụy và chống từ Ngụy hoặc là không đồng ý bỏ từ Ngụy thì dường như là họ chưa đọc hết 15 tập của bộ sử này. Và bộ thông sử này thì sau đó thì năm ngoái thì ông chủ tịch nước của chúng ta đi thăm Hoa Kỳ đã tặng cái bộ sử này cho một cái trường đại học khá lớn ở Hoa Kỳ, đó là đại học Columbia hay sao ấy. Thế thì mình nói như vậy để mình ở đây là mình thấy là dường như là nhiều khi cái hậu quả hoặc hiệu quả hiệu ứng đám đông ấy, là cũng góp phần gây nên cái sự mà là cho các chủ kênh thêm phần kích động để xa đà vào con đường đấu tố nhau hơn. Bởi vì rõ ràng là bảo là bênh hay ủng hộ bộ sử hay là chống bộ sử thì đã đọc đâu, hoặc là nhiều người cứ chửi nhau về nghị quyết 36 mãi, thì mình tin là nhiều người trong số đó chưa đọc hết cái nghị quyết 36 và chỉ thị 45. Thế thì việc mà lựa chọn đề tài, lựa chọn cái hướng đi của kênh thì là chủ kênh quyết định. Mỗi kênh có một cái giá trị riêng, một cái mảng khán giả riêng, một cái con đường đi riêng và một cái đề tài mình ưa thích hoặc khai thác riêng. Thế thì Bảo Trâm thì cũng không bao giờ công kích những kênh khác, dù là những kênh đó họ đi ngược với quan điểm của mình, thì đấy là việc làm của họ, họ có quyền. Và ngược lại cũng không can thiệp vào những cái công việc nội bộ của các kênh khác. Nó giống như là lịch sử thì có những kênh chuyên về lịch sử, có kênh chuyên thống chống tham nhũng, có kênh thì chuyên là bảo vệ Việt Kiều,
rồi bên bảo vệ bên chống mặt sát chửi bới nhau. Và cái điều đặc biệt là họ đều xưng là những người yêu nước, ủng hộ đảng nhà nước. Thế mới kỳ lạ. Nếu trước đây chúng ta từng là phê phán cái đám chống cộng cực đoan bên Cali chửi nhau như hàng tôm hàng cá, thì bây giờ chúng ta thấy là ở trên mạng xã hội chúng ta cũng không khác gì. Có một rúm các kênh đếm được trên đầu ngón tay thôi mà cũng bổ nhau, phang nhau, đào nhau. Không thiếu cái thị gì các bạn ạ. Đó là một sự mà không hay ho gì đâu. Thế thì trở lại câu chuyện là Bảo Trâm thấy cái video mà khán giả gửi cho Bảo Trâm thì có nêu rõ là từ phút 13 đến phút 15 thì mình có mở thì thấy anh Lân có nói, anh Doãn Như Lân có nói là trong một cái đề tài mà anh Doãn Như Lân chống cách mạng màu, chống cách mạng trắng vân vân, chống diễn biến hòa bình, anh Lân có nhắc đến là ông Phạm Xuân lên đài Việt Vision và trước đây thì thừa nhận Việt Nam chỉ có một quốc gia, nhưng bây giờ đã nói là đây là vấn đề nhạy cảm, rồi vân vân đằng sau thì mình không có quan tâm, chỉ quan tâm đến cái vấn đề động đến cái tên của Việt Vision nêu lên và anh Phạm Xuân thôi. Thì bởi vì Bảo Trâm nói rồi, đây là hai người từng là cộng tác viên Việt Vision, nên Bảo Trâm xin ý kiến góp ý với anh Doãn Như Lân như sau, tức là anh làm đề tài gì hoặc anh phản biện gì đấy là quyền của anh, miễn đừng chống phá nhà nước. Vâng, nhưng mà cũng xin anh và đề nghị anh là lần sau thì cũng rút kinh nghiệm, đừng nhắc đến Việt Vision hoặc là nhắc đến những người của Việt Vision mà vốn dĩ trước đây đã có hiềm khích rồi, thì nó dễ gây đến các cái việc mà nếu mà không kiềm chế được dẫn đến bùng phát lại, quay trở lại thời kỳ đấu khẩu rồi đấu võ mồm với nhau, rồi đấu tố nhau, rồi thậm chí là mạt sát nhau, rồi thậm chí như anh Lân chứng kiến ấy, là đến tận nhà nhau rồi gửi đơn kiện tụng nhau. Nó mệt mỏi là nó gây cho người ta là cái phiền toái, rồi kể cả những cái đám đông mà cuồng tín bên này hoặc cuồng tín bên kia, hoặc là muốn đâm bị thóc chọc bị gạo, chửi bới mạt sát, lợi dụng video này, lợi dụng kênh này để mạt sát, chửi bới kênh kia. Thế thì Bảo Trâm nghĩ là cái điều đó là cũng không nên. Và anh Lân cũng nên rút kinh nghiệm. Bảo Trâm thì góp ý như vậy, thì anh Lân tiếp nhận được đến đâu thì đấy là quyền của anh Lân. Bởi vì những cái người khán giả thì không phải ai cũng là khán giả chân chính đâu, mà nhiều người trong số họ là họ đã coi như là lợi dụng để kích động, mà họ chỉ muốn nghe chửi nhau hơn là những bài phản biện chống dân chủ, chống ba que. Và một cái nữa thì Bảo Trâm cũng gọi là nhận thấy thế này. Ví dụ anh Lân phê bình, phê phán thì anh phản biện, anh Lân hoàn toàn có quyền làm việc đó. Đặc biệt là phản biện, phê phán những lãnh đạo hoặc nguyên lãnh đạo hoặc những người đang được đảng và nhà nước giao phó cho các nhiệm vụ, các trọng trách. Nhưng mà anh cũng không nên dùng từ gay gắt quá, hoặc là cái thái độ nó như là dùng ngôn từ hoặc thái độ dành cho thế lực phản cách mạng, phản động, thì nó gây thêm căng thẳng. Và thực ra có thể là đôi chỗ nó không đúng mực về cái thái độ hoặc là cái ngôn từ. Thì Bảo Trâm thì cũng không theo dõi kênh anh Lân nhiều, nhưng mà thông qua một vài video Bảo Trâm xem được thì thấy và nhận xét như vậy. Đây là cũng là nhận xét cá nhân của Bảo Trâm thôi. Thì anh Lân nghe được đến đâu thì đấy là quyền của anh Lân. Và cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả. Bảo Trâm không muốn là lấy người này để chửi bới mà sát người khác, nên là Bảo Trâm xin phép mà được đóng cái phần bình luận này trong cái video này lại. Và một số vị mà muốn lợi dụng người này để công kích người kia, để cho loạn cào, chửi bới nhau giữa các chủ kênh hoặc giữa các người đã từng là chỗ bạn bè thân hữu, thì các bạn sẽ không có chỗ ở trong cái video này, vì Bảo Trâm đã khóa tính năng bình luận rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.